Không, trước chở củi. Bà con đi chặn rồi vô đây nghỉ. Nghỉ rồi chút nữa mới đi tiếp. Hơi đứa nó gắn lên rồi nè. Gánh lên đây cân một gánh gì là 80-90 kg. Quay con này không cha? Từ từ tôi quay hết, quay nguyên cái quy trình luôn. Dưới này thuộc loại ba chưa đó, rồi ba hái vậy là xong luôn rồi đó ha. 9 một gánh là 90. Tà mu đủ má hả? Tà mu không? Là tà mu cái là cái là chơi nhiều là tà mu không? Thôi ghê đi. Ghê là đủ rồi đó, chắc sao rồi đó. Làm cái thôi đi, giờ cái này ta để dưới đây. Để lại lên chỗ luôn. Chỗ luôn không? Trong hội lên gấp xong. Ba ngàn né rồi. Lên. Bảy. Gọi nhân dân để lên kia tác máy 8 tháng. Phương Phương 8 máy 9 kg một gánh. Đi qua cái cầu này nè.
Anh nói ớt rết, anh rết vậy. Anh rết vô tập theo không? Chưa ai thoát khơi cái cút, tại anh mơ cút, mơ say. Hả? Ta thoát ớt. Khơi cho anh ngót khơi thật cái cút mới cái cút lên. Này kế toán nè. Thư ký, hello thư ký, qua đời đó, để đời tư đó, để năm có làm không đó. Thư ký ở đời đời thứ tư rồi đó bà con. Không biết đời thứ năm còn ở đợi không á. Giờ có ở đợi cũng may lắm rồi nha, chứ nhiều người không có việc làm đó nha. Coi dẹp đồ kìa. Chết kìa. Lọc nha. Wow. Này nói vô thôi chú đi nha. Này có nuôi dê. Tới cái cầu Sài Gòn rồi.